cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Bây giờ thì hiện tại những cái dòng máy hàng Nhật ấy nó đang hiếm hàng lắm các bạn này. Nên là bây giờ ấy, cửa hàng chúng em bây giờ làm một cái video nho nhỏ có mấy cái dòng máy mới bán thanh lý cho anh em. Anh em nào bây giờ đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa hàng hạt rẻ thì có thể tham khảo cái video này anh em nhá. Đấy, đầu tiên là cái con E1 này. Đấy, cửa hàng chúng em ký tự là cái chữ E ở đây. E1 này, E2 này, E3, E4, E5. Tại sao mà lại đánh dấu cái ký tự là cái chữ cái là như thế để thuận tiện cho anh em đặt hàng. Ví dụ là anh em đang ưng cái con máy nào sau đây, cửa hàng chúng em đang thanh lý trong video này này. Đấy, thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua con E mấy là được anh em nhé. Đấy, và cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Máy móc cam kết như trên video quảng cáo. Đấy, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán, không bắt anh em phải cọc cạch gì trước anh em nhé. Thanh lý cho anh em đầu tiên là cái mẫu bình điện này đây. Đầu tiên là cái mẫu bình điện này. Mẫu bình điện này thì nó là 20 lít anh em nhé. Cái này chỉ có 550k thôi anh em. Đấy, 550.000 anh em nhé. Đó, dòng này thì nó là hàng lại sẽ theo kèm cho anh em này, đầy đủ luôn là họ phiếu dòa hết đầy đủ này, đó, cục sạc này, phiếu bảo hành này, đây cái bình điện này thiết kế này, cái đây là những cái phần công tác này, họ chạy luôn nhá, hai cái điện này, họ công tác này đều có điện, đây là cái phần ổ để sạc nhá, đấy nó có bao bọc ở đây để giúp cho anh em này nước nôi nó không vào đây được, đó, đây hàng này thì là hàng chất lượng rồi. Đây chỗ này là để chỗ bình ắc quy nhá. Và cái này nó có cái bệ này để cho anh em giữ đâu bị đau hông và đau lưng này. Dây đeo là dây đeo bản to luôn nha anh em nhá. Đó, 550.000 thôi anh em. Rẻ đấy không, anh em thấy rẻ không? Đó, làm cái bình điện này, bình điện này tên là bình điện Japan nhá. Bình phun thuốc sâu công nghệ lớn. Đó, chất hàng chất lượng cao luôn anh em. Đây, ông cần cái này thì có thể là tháo thành hai khúc được. Đây đang theo của nó là bình ba cái phiếu ba đầu ra nha anh em nhá. Đấy, chỉ có 550k với cái bình điện này thôi. Rồi, con E2 này là một cái máy cưa mini cho anh em. Bán thanh lý cho anh em luôn nhá. E2 là một máy cưa xích Kamatsu. Con này thì nó là hàng máy cưa mini, cân nặng chỉ tầm khoảng 3kg thôi anh em. Con này thì giá là 1.250.000 nhá anh em nhá. Hàng hợp lý, giá rẻ cho anh em về sử dụng gia đình, cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh đấy anh em. Lam của con này sẽ dài là chỉ vỏn vẹn là 30cm thôi anh em nhá. Con này nhẹ nhàng này. Đấy, người già lớn tuổi đeo thoải mái luôn, cầm cắt thoải mái, phụ nữ có thể xài được luôn anh em nhá. Thắng xích khóa xích có, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nhá. Đây, cái này là cái thắng xích khóa xích này. Đó. Máy cưa xích Kamatsu, con này sử dụng hai ốc chân lam này. 1.250.000 hàng quá rẻ luôn anh em nhá. Đó, về cho anh em cắt cành tỉa nhánh hoặc là anh em đi làm vườn làm rẫy, anh em nào mà cắt củ đồ linh tinh hoặc là anh em là về xài cây cây cảnh. Đấy, nói chung là dăm bữa nửa tháng của nó sử dụng một lần, cầm một chiếc máy cưa mini nhỏ nhẹ, cầm được một tay, leo trèo trên cao sử dụng thì là hợp lý luôn anh em nhá. Đấy, con này thì về anh em đi làm không vậy, lấy lại vốn thoải mái luôn. Anh em thấy không? 1.250.000 thôi. Vâng, và bây giờ là qua con này thì con E3 này. Con E3 này thì nó là hàng công suất lớn hơn cho anh em. Đấy, công suất của con này thì nó to hơn. Hàng Nakata này anh em, bán thanh lý cho anh em là 1.500.000 nha anh em nhá. Đó, dòng này thì nó là hàng công suất to cho anh em chuyên về sử dụng khai thác, cắt hạ gốc cây. Lam của con này sẽ dài là 55cm cho anh em nhá. Sẽ dài là 55cm luôn. Con này thì hàng công suất lớn. Con này cân nặng nó tầm khoảng 6-7kg cho anh em ạ. Đấy, con này nòng của nó này sẽ là nòng là 45mm và công suất của con này nó lên đến 54cc lận nha anh em. Hàng này thì nó là hàng máy to, máy khủng rồi. Anh em về sử dụng khai thác tầm trung hoặc là cắt hạ gốc cây nha anh em nhá. Giá thành bán thanh lý cho anh em 1.550.000 này. Hàng máy cưa nha anh em nhá. Đó. Đó. Đây là hai máy cưa bán thanh lý cho anh em này. Đây là máy cắt cỏ này. Máy cắt cỏ này thì nó là hàng con máy E4 nha anh em nhá. Đó, Fukiwa FVK330 này. Đấy, con này thì nó là hàng máy cắt cỏ mini cho anh em phục vụ sử dụng gia đình. Nòng của con này là 36mm nha anh em nha. Đó, thanh lý cho anh em 1.400.000 này anh em nha. Đó. Đây, tum là tum to luôn này. Côn là côn to nhá, rất là chất lượng và dày dặn này. Đây, phần cùm này, cùm cần nha anh em nha. Thấy không? Tay ga bộ này, máy là máy mới 100%.
Con này sẽ theo kèm cho anh em là một ổ phát cước này, một lưỡi cắt cỏ này, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, một củ tư cho con này nhá, 1,4 triệu thôi anh em. Anh em lấy thì cho em địa chỉ. Con này thì cân nặng chắc chỉ tầm khoảng 5 kg cho anh em về sử dụng xài gia đình. Đó. Nói chung là anh em xài ít thì lấy con này làm cho nó nhẹ nhàng anh em nhá. Và dòng này thì nó vẫn là hàng chất lượng cao cho anh em luôn. Chân trống, dạng chân trống sát nha. Đây, nhìn cái tum côn là anh em biết rồi, nó là chất lượng như nào rồi. Đây, nhìn phần cùm ở cái tay ga này. Đó, thấy không? Con này là 1,4 triệu bán thanh lý cho anh em với cái giá cực kỳ rẻ nha. Giật tét nổ cho anh em nghe qua này. Đó. E4. Rồi cuối cùng thanh lý cho anh em là con E5 nha anh em nhé. Con này thì nó là hàng khủng long rồi, khủng long bạo chúa luôn anh em. Con này là hàng máy cắt cỏ nòng lớn để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước. Nòng của con này lên đến 40mm, công suất của con này là 41cc nhá. Giá 1,950,000 này. Đấy, bán cho anh em giá cực kỳ ưu đãi luôn. Hàng này thì để cho anh em chuyên nghiệp sử dụng rãy nương nhiều, với tần suất cắt đôi khi là một ngày làm 8-9 tiếng liên tục. Anh em nào mà vườn tược nhiều hoặc là làm thuê, làm mướn, phát thuê, phát mướn ấy anh em. Đấy, để chuyên đi đập cước, phát cước nha anh em nha. Thì lấy con này cho nó khỏe. Con này thì khỏe lắm anh em. Nòng của nó lên đến 41cc. Đấy, 1,950,000 anh em nhé. Tay ga là tay ga kiểu Nhật này. Tay ga này có tăng chỉnh ở trên này được luôn nha anh em nhé. Thấy không? Đó. Đây. Chắn cỏ chắn kiếc đầy đủ hết cho anh em luôn. Phần đầu bò rất là dày dặn và chất lượng này. Anh em thấy không? Đó. Đầu bò rất dày dặn và chất lượng nha. Con này thì 1,950,000. Có chụp giật trợ lực đầy đủ hết cho anh em này. Đấy, chế là chế Zinba Master Pro, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Hàng này hốc xăng như ngửi luôn anh em nha. Và độ bền rất là cao. Rồi, giật tét nổ cho anh em nghe qua này. Đấy. 1,950,000 cho con máy lớn. Máy nhỏ là 1,4 triệu. Còn hai máy cưa thì là 1,250,000 và 1,5 triệu anh em nhá. Bình điện thì chỉ có 550,000 thôi anh em. Đấy, anh em đang cần mẫu nào thì hãy liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng nhá. Cho em xin thông tin địa chỉ, em ship đến tận nhà cho anh em luôn. Máy móc cam kết như trên video và cả chúng em thì hoàn toàn bao ship cho anh em. Và mua những cái sản phẩm sau đây này sẽ có chính sách cho em bảo hành trong vòng 6 tháng sử dụng anh em nhá. Vâng, xin chào toàn thể anh em.